nó bảo Quy trốn đi thì nó cho vào. Đây mình là trên cạnh này, anh thắng thì ngồi ở cầu thang còn Hồng Anh thì đứng. Hai người làm gì đây? Đây, các chị thấy chưa? Anh nhá. Đây là một số thành viên đang ở bát của người Hải. Còn đây là Minh Tăng em. Còn đây là đây nhìn thấy rồi, em quay hết mà. Ôi kìa. Mỏi tay quá trời, em phải nhìn thấy mặt mũi, nhìn thấy mình mũi cười. Nhìn xem có cảnh gì không? À đây, đây là cảnh em sang đang làm gì đấy. Người yêu của anh Đại. Mọi người đánh đá mà. Công nhận, anh Đại mà thích mọi người đánh đá mà. Thôi cứ đứng đây nhá. Đây nhá. Đây em ngủ một giấc rồi cũng vậy nhá. À hẳn đi đâu thì đi nhá. Đấy nhá, anh thẳng nói từ bạo lực nhá. Em đánh em hình thôi chứ. Hôm qua mình sợ các bác bảo là anh đừng đánh em. Sao ngày chẳng có đá. Không đánh được một ngày hôm nay lại đánh. Làm ba sẽ không đánh em. Làm thích như là thật tí bèo ấy vậy. Anh vào làm sân quay ba người cho đẹp. Nhanh lên đứng đây. Này anh giơ hai tay lên nào trông kiểu robot nào. Anh này. Kéo nó lên một bậc. Đấy, thắng lại đi nhá. Rất rồi mất nhờ. Ôi cả làm gì nhờ. Anh thắng nhờ, em quay cảnh này em cho hỏi anh xem nhờ. Sao nhờ, mấy cảnh gần đây rồi ấy. Nhìn đâu xong. Thế thì anh để em. Thế anh. Thế anh để nhau. Đồng ý nhờ. À đây là một thêm thành viên mới đây nhá. Cứ đứng đấy nhá. Nhưng mà đến chị đâu. Anh thắng vẹo. Mình ơi, anh thắng vẹo đứng mọi vị trí đều vẹo. Anh đứng vẹo đứng mọi vị trí đều vẹo. Trên kia là tên đầu sỏ của bạo lực nhá. Anh Hoa bỏ manh cho anh thắng đi. Cầm gì đi anh? Miệng thì nhai tóc tép. Cái cái bé hát gì nhỉ? Miệng thì nhai tóc tép. Gì chứ nhở? Có ai nhớ cái câu miệng thì nhai tóc tép cái gì không? Ừ. Có cái câu hát miệng thì nhai tóc tép đến như thế. Bài gì nhỉ? À bài hình như là con mèo. Ôi có thể tối từ ý. Anh ơi, nhìn ai còn sao là bà đấy, có thể tới đây nó cửa bà trong sao. Cho mình lấy quay bên sao, không anh, giờ cao lên phát. Kinh Khâu, anh Khoa đã cản Hồng Anh. Bây giờ mình cản đấy. Giờ mình chơi thắng kia, Khoa lấy được anh nghe ngay. Thật, không hiểu sao mấy cái đôi này. Thôi nhá, không quay nữa.